bộ bàn ghế Louis đang may mắc cáo, kết hợp với lại bàn thông minh nha, bàn ăn thông minh nha. Bàn 1m9 kéo ra 2m4, bàn này đã kéo ra rồi. Đây. Này tựa đang may mắc cáo nè. Ghế sơn màu và bọc vải theo cầu. Đây, bàn này là bàn thông minh nha. 2m4. Rồi.